khôn làm tổ. Vào mùa hoa lá dâng hương, cho nên nắng ngỡ ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vui pháo nổ. Chào các bác và các anh em. Hôm nay thì em nhận được một chiếc vang số X12 của chúng em ở Ninh Bình và một chiếc là Hugo ở T5 của một cái bác ở Nghệ An. Bác Nghệ An này thì trước đây đã gửi cho em căn chỉnh, nhưng mà khi động chạm vào thì lệch lạc thì là bác lại gửi cho em căn chỉnh. Còn chiếc vang của chúng em thay Ninh Bình này ấy, thì như thế này, các bác anh em thấy rằng là chú này có nói chuyện rằng là vấn đề về âm sắc và effect. Thiết bị của chúng này đang dùng như thế này cũng khá là tốt. Và cái cảm nhận của chú này ấy thì đây, bát thì nhiều, check thì ít và hát mic thì nặng. Thì nó nặng ấy, có dễ hát hay không hay là nó nặng nó nhẹ ấy, là do effect. Do effect và vấn đề phần nhạc này, các bác thấy rằng này, tất cả các cái cấu hình cũ ấy là đều tăng bát nhá. Tất cả các cấu hình cũ đều tăng bát, tăng check nhưng mà nó không sáng được. Bởi vì làm effect chưa tốt cho nên nó không thúc đẩy được phần âm sắc nên nó không sáng. Thứ hai nữa là làm nhạc cái này, làm nhạc cái nó ảnh hưởng đến mic này, trong khi tăng bass như này thì rõ ràng là như vậy là nó cộng hưởng với lại cái bass của phần mic rồi là effect làm không tốt ấy, thì chất âm nó không sáng được, không nhẹ mic được. Thì bây giờ sẽ thử mic nhá. Đây là các chế độ cũ này, 1, 2, 3, 4 này, nghe cho gì bật, nghe cho gì bật. Bây giờ thử cái chế độ này thì em chia sẻ với anh em ấy để các anh em nắm được như này là cái bản chất, cái phương pháp khi làm vang số. Vào lại về cái bản chất phương pháp khi làm vang số, em vẫn chia sẻ các anh em ấy là dùng effect để mà thúc đẩy âm sắc, cho nên rằng là cái nặng cái nhẹ hay là không chân thật ấy là do cái effect nhá. Thì đây cấu hình số 1 này, các anh em nghe, đây cấu hình số 1 đấy nhá, gọi rồi. Và cái effect tổng thì em thấy là để 35 này, cứ tạm thời để 35 thôi nhé. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Để cho anh em nhìn nó dễ. Làm nặng nó nhẹ là do effect thôi. Nặng nhẹ. Đây là cấu hình số 1. Tiếp đến là cấu hình số 2 này. Để cho này. Phần bát, tất cả các cấu hình này là phần music tăng bát.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 9. Chỉ độ 3 này, gì vợt này. Tất cả các cấu hình cũ đều tăng bát hết ở phần mục xích. Trong khi là dòng X12 là cái dòng vang số đầy bát. Đầy bát. Và chúng ta phải giảm âm trung trầm để cho nó sáng tiếng. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 9. Chế độ 4 này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, bốn, bảy, mười, hai, ba, năm, sáu, chín, một, hai, sáu, chín. Và bây giờ thử với chế độ của em nhé. Chưa cần phải căn chỉnh quay dơ đâu. Em quay dơ của cả phần nhạc, phần mic, phần effect là chưa nhé. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 9. Phần này quay dơ chưa cần phải căn chỉnh nhá. Toàn bộ là cân bằng hết nhá. B reset này. Effect reset này. Reset hết này. Reset hết. Reset. Reset. Reset hết nhá. Cái cấu hình này là reset hết này. Các bác thấy được đây là một cái cấu hình mà reset, reset cái giải quay dơ nhá. Reset hết nhá. Bây giờ thử lại mic này. Kể cả trong phần effect là cũng reset hết được chưa? 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Em làm chỉ cần đến 30 31 là đẹp mà. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Để 31 là chưa đâm nó cũng đẹp rồi mà. Còn bây giờ thử cái chế độ cũ để 31 xem nhá. Cho nên cái effect nó là quyết định và nó là thúc đẩy phần âm sắc. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 9. Rõ ràng là một chiếc vang số cao cấp đắt tiền được đánh giá là hay, nhưng mà cái việc chúng ta căn chỉnh không hay ấy thì đôi khi như vậy là đánh giá sai về cái chất âm trên một chiếc vang số.